Phong Thủy Thâm Nguyên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Nguyên. Và ngày hôm nay Đức Trung rất may mắn chúng ta được gặp thầy Tâm Nguyên thông qua cái phần chuyên mục liên quan hỏi đáp. Em xin chào thầy ạ. Vâng, xin chào các bạn. Dạ vâng. Thông qua cái phần liên quan đến các câu hỏi của các cô chú anh chị xoay quanh cái vấn đề liên quan đến làm nhà thì ngày hôm nay rất vui chúng ta sẽ gặp gỡ thầy để mà giải đáp một số những câu hỏi thắc mắc của các cô chú anh chị. Và để mà đón nhận những video mới nhất cũng như là đón nhận những cái phần liên quan đến giải đáp trực tiếp của thầy xoay quanh câu hỏi của chính các cô chú anh chị, chúng ta vui lòng bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để có những video mới nhất để chúng ta cùng nhau theo dõi và cùng nhau đón nhận những cái kiến thức mà thầy chia sẻ đến với cộng đồng. Thưa thầy, thì em xin phép gặp gỡ thầy cũng như là trao đổi lại một số những cái thắc mắc của chính các cô chú anh chị và chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên thầy nhé. Với chị Hoàng Thị Thảo có câu hỏi với thầy như sau. Dạ chào thầy ạ, hai vợ chồng em tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, con trai sinh năm 2007, con gái sinh năm 2008. Sang năm 2020 thì em có thể xây nhà được không? Và vị trí đất ở hướng Tây Bắc 296 độ. Và nếu làm được thì tháng nào và ngày nào có thể khởi công động thổ tốt nhất ạ? Mong thầy tư vấn giúp, em xin cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước hết là thế này, đối với cả cái tuổi sinh năm 1982 là hai bạn là tuổi Nhâm Tuất. Các bạn có một đứa con là sinh năm 2007 tức là tuổi Đinh Hợi, và một đứa nữa là sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý. Thì này, khi mà cái nhà để mà quyết định xem có làm được hay không thì người ta xét vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người ta sẽ nói xem là đắc vận. Đắc vận lòng, đắc vận thủy. Yếu tố thứ hai là đắc tuổi. Và yếu tố thứ ba là quyết định xem là cái năm nay có làm được hay không. Đúng không ạ? Và ở cái trường hợp này là các bạn đã có sẵn chính xác cái độ số rồi. Tức là 296 độ. Đúng không ạ? 296 độ tức là ở đây là chúng ta đang nói đến cái đoạn tức là tọa thìn hướng Tuất. Tức là 296 độ. Đúng, bởi vì là 270 độ mà cộng thêm 22,5 26 độ nữa thì được ra là tọa thìn hướng Tuất. Đúng không ạ? Thì đối với cả cái nhà mà tọa thìn hướng Tuất mà làm trong cái năm 2020 thì chúng ta sẽ xét hai yếu tố. Đấy, yếu tố đầu tiên là đắc vận. Thì rằng là trong cái năm 2020 thì trong cái năm 2020 á, thì là bản thân là những cái nhà mà có hướng là tọa thìn hướng Tuất thì là trong năm 2020 thì hoàn toàn là có thể mà xây được. Tuy nhiên là cái hướng này nó rơi vào cái nhóm là nhóm trung bình, chứ không phải là đại vượng và không phải là nhóm vượng. Nếu mà muốn làm thì vẫn có thể làm được. Còn nếu như mà cái trường hợp thứ hai là bởi vì cái hướng này là nó không phạm thái tuế. Và bởi vì năm nay nó có thái tuế tam hợp cơ. Và nó cũng không phạm vào tam sát, nó cũng chả phạm mộ hoàng, nó không phạm mộ kỷ và nó cũng không phạm vào cái mộ long. Cho nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tính toán cái trường hợp để hoàn toàn có thể làm được cho năm nay. Thứ hai, người ta xét về yếu tố là sau khi mà xét về tương hợp thì thực tế này là đối với cả cái nhà mà có hướng là Tây Bắc thì cái tuổi của anh chị là sinh năm 1982 và sinh năm 1982 tức là tuổi Nhâm Tuất, một đứa con tuổi Đinh Hợi, một đứa tuổi Mậu Tý. Thì là nếu như mà làm vào năm 2020 thì nó lại không được, tức là cái nhà nó không tương hợp với cái tuổi của cái tuổi trong nhà để tạo ra sự hòa hợp. Cho nên thành ra là nếu như và nên cho nên thành ra là nó có hai yếu tố là vận, tổng vận năm nay thì làm được, tức là mức độ đánh giá là trung bình, mà lại cộng thêm là yếu tố là không có tương hợp, không hợp long, không hợp long, đúng không ạ? Mà lại cộng thêm yếu tố không hợp long nữa, mà các cái tuổi trong nhà nó lại không hợp long, thì khi mà đánh giá những trường hợp như thế này thì người ta lại khuyên là anh chị là nên để sang năm 2021. Sang năm 2021 thì làm thì nó sẽ thuận hơn. Năm 2021 thì bởi vì năm 2021 là năm Tân Sửu, thì tỵ dậu sửu tam hợp, thì tỵ dậu sửu tam hợp thì đồng nghĩa với cả cái việc là long nó sẽ vượng. Khi mà thì long vượng, khi mà long vượng thì làm thì khi mà tuổi nó không hợp thì chúng ta cũng được một cái nhà tốt, gọi là cái ngôi nhà quý nhân. Thì nó vẫn cứ đạt được cái tối ưu. Còn trường hợp thứ hai nữa đó là trong năm 2021 thì nó có một cái duy, mà có một cái chuyện, tức là năm 2021 thì là năm Tân Sửu là thổ. Thì mộ vận tại thìn thì tại thìn nó là nhâm thìn, thì thổ thìn tức là thủy thổ tương khắc thì nó
bị phạm vào cái Mậu Long. Thì chúng ta khi mà xem ngày chúng ta lưu ý một chút. Thì mà đã Đắc Long rồi lại còn Đắc Long mà lưu ý một chút về cái Mậu Vận một tí thì là hoàn toàn thì anh chị nên là xây cho năm 2021 thì nó sẽ là nó tốt hơn cả. Có một phương án số 2, tức là nếu như mà cái tuổi Nhâm Tuất mà anh chị mà lại lựa chọn được cái căn nhà có hướng là Tây Nam hoặc là căn nhà hướng Đông Nam thì những hướng đấy là những hướng mà nó hợp Long với tuổi thì lại là cái hướng nó tốt hơn. Thì anh chị có thể chọn lựa, nếu như mà chọn vào Tây Nam hay là chọn vào Đông Nam thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm xây dựng. Khi nó có đất thì mình mới bàn, tính là thay đổi thì mình mới bàn. Còn nếu không thay đổi thì mình sẽ chưa bàn. Thì chúng ta sẽ xây vào thời điểm sau thì nó sẽ tốt hơn. Là làm vào cái thì chúng ta chọn được cái hướng rồi thì lúc này là Đắc Long rồi. Thì chỉ cần thêm Đắc Vận nữa là ăn. Thì yếu tố chúng ta đây có 3 cái mà, nhưng mà ít nhất là được khoảng 2 cái. Thì chúng ta làm thì nó sẽ sau này anh chị cư trú trong đó một cái nhà đến cả 30 năm, 40 năm anh chị ở trong đó không phải ít đâu. Thì mà chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều tiền, nó là cái tài sản anh chị tích góp cho rất nhiều năm lao động vất vả. Thì chúng ta có thì chúng ta cũng phải nên là để ý, vì nó cái nhà nó như là người bạn, nó như là quý nhân, nó giống như là cái sản phẩm tinh thần, có những chính là cái thể hiện cái sự hòa hợp của gia đình. Thì nha, chúng ta lưu ý cái chuyện này. Xin cảm ơn thầy. Xin chị Thảo có thể lắng nghe được cái phần giải đáp của thầy thì trong cái việc mình yên tâm hơn trong cái việc làm nhà. Do là một điều thầy vẫn chia sẻ thường xuyên xoay quanh những kiến thức, đó là để mà xác định cái việc chúng ta có làm được ngôi nhà hay không, chúng ta phải căn cứ trên cái ba yếu tố, đó là Đắc Long, Đắc Vận và Đắc Thủy. Thế thì cái việc đó là năm 2020 canh tí này ấy, thì đối với vận khí của hướng Tây Bắc thì cơ bản nó là thuộc trung bình cát, nó không có phải là đắc lắm. Thì thầy có khuyên là năm 2021 thì chúng ta xét tiếp để cái việc động thổ trở nên tốt hơn. Thế về cơ bản rằng là các thành viên trong gia đình chị thì cũng không có hợp Long đối với cái hướng Tây Bắc này lắm. Thầy có đưa ra lời khuyên là đối với anh chị cùng sinh năm 1982 Nhâm Tuất như này thì các anh chị có thể lựa chọn cái hướng Đông Nam hoặc hướng Tây Nam để ở thì nó sẽ vượng Long hơn. Hơn nữa một điều rằng là thầy vẫn thường xuyên đi khảo sát những ngôi nhà đấy, đúng thầy ạ? Vậy thì cái việc đó là thầy thường xuyên đi khảo sát ngôi nhà thì thầy cũng đánh giá rất cao và rất quan trọng thông qua cái việc đó là Đắc Thủy, tức là cái yếu tố về thủy cục thủy pháp, tức là yếu tố về cách cục của cái ngôi nhà trên cái thửa đất đấy, xung quanh về yếu tố về đường đi đối lại ngã ba ngã bảy, rồi yếu tố phong thủy cách cục nó có được ổn hay không. Thì việc này thường là thầy phải đến khảo sát một cách trực tiếp, hoặc là các chuyên viên khảo sát tại phong thủy nguyên cần phải đến khảo sát trực tiếp cái ngôi nhà và thửa đất của các cô chú chị để mà quyết định đến cái việc là có làm được hay không. Vậy thì cái phần này thì có lẽ là chị Thảo cần phải tương tác sâu hơn với lại đội ngũ trợ lý của chúng em, thì chúng em sẽ nắm bắt những cái thông tin, ngoài ra cái việc sắp xếp lịch để mà thầy về khảo sát tư vấn thì nó sẽ kỹ hơn, đồng thời là xử lý những yếu tố phong thủy của chị nó cụ thể hơn nữa. Và xin cảm ơn thầy cũng như rằng là cảm ơn chị Thảo đã gửi câu hỏi đến với Phong Thủy Thái Nguyên, và mong rằng là chị cũng như các cô chú chị khác chúng ta có những câu hỏi thì có thể đặt xuống dưới phần bình luận, hoặc là gọi đến số 1900292 bấm nhanh số 2, hoặc đến trực tiếp tại văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng để mà nhận sự tư vấn thì nó sẽ tốt hơn. Đức Trung xin cảm ơn và xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các cô chú chị và các bạn trong chuỗi những video tiếp theo.